Thưa toàn thể vị và nối tiếp chương trình lên xin được mời vị cùng thưởng thức tiếng hát của Cẩm Loan sẽ gửi tặng đến chúng ta bé được mang tên Một Chuyến Xe Hoa. Xin mời vị cùng thưởng thức. Kính thưa toàn thể vị và đến với chương trình lên xin được mời vị cùng thưởng thức một sáng tác của Vũ Đức Sau Biển, bài hát được mang tên Điều Buồn Phương Nam qua phần thể hiện của Cẩm Loan. Xin cho Cẩm Loan của chúng ta một tràng vỗ tay quý vị ơi. Sông Cửu Long nhớ nhung dần tràn, chợt thương con sáo bay xa bầy, sương khói buồn để lại lòng ai. Con sáo sang sông, sáo đã xô lòng qua đời tôi. Con sao trong lòng nhớ bầy tháng thơ, tiếng sáo vi thương nức nở giữa đêm trường. Để